Đừng thả cá ông táo nữa anh chị ạ. Thực ra thì nói về cái chủ đề về việc ngày 23 tháng Chạp hàng năm thì người Việt chúng ta thường có một cái văn hóa, đó chính là cái văn hóa gọi là thả cá chép để tiễn ông táo về trời. Thì cái cá chép thì được cái quan niệm là nó sẽ là cái phương tiện để cho ông táo về trời. Thì trước khi nói về cái chủ đề này thì thưa với anh chị em và các bạn, thì nó đã là văn hóa, nó đã là phong tục thì thực sự là cái điều mà tốt đẹp, ý nghĩa nhân văn từ nó thì rất nhiều. Tuy vậy thì trong những năm gần đây, cái câu chuyện về cái rác thải mà đặc biệt là rác thải đồ nhựa đấy thì nó đang là một cái thứ mà gây ra những cái hệ lụy rất là xấu cho con người trên quả địa cầu này nói chung và cho người Việt Nam nói riêng. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì cái rác thải, đặc biệt là cái rác thải nhựa, thì nó không thể phân hủy và thời gian để có thể phân hủy lên tới cả hàng nghìn năm. Do đó thì cái rác thải này nó sẽ phân mảnh và nó tạo ra những cái hạt vi nhựa và ngấm xuống nguồn đất, nguồn nước và sẽ quay trở ngược lại cơ thể chúng ta. Thì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi làm rõ hơn về cái ý nghĩa nhân văn mà cả ngàn đời nay ông cha ta đã để lại trong cái câu chuyện là thả cá đưa ông táo về trời trong những dịp 23 tháng Chạp, và với cái lời kêu gọi tới tất cả anh chị em các bạn, nếu được thì hãy lan tỏa video để có thể kêu gọi tất cả mọi người đừng tham gia và hạn chế tối đa có thể để cho trong cái việc là tham gia cái việc thả cá về trời. Thì nguyên nhân và cái câu chuyện nó bắt đầu như thế này. Cách đây cả hàng ngàn năm trước thì ông bà ta thì có tạo ra một cái tục lệ, nó là cái câu chuyện là hàng năm thì vào ngày 23 tháng Chạp thì đưa ông táo về trời để báo cáo tình hình của gia đình nhà mình trong một năm làm ăn như thế nào. Thì để cho ông táo có phương tiện lên trời thì chúng ta thường là sẽ thả một cặp cá chép xuống dòng sông gần nhà để táo quân sau khi là tổng kết cái tình hình cả năm của một gia đình thì sẽ cưỡi cưỡi cá chép về trời. Và gần đây thì có những nhà thì đốt thêm cả ô tô, xe máy hoặc thậm chí là máy bay để cho táo quân về về trời. Thì đây là những cái phong tục rất là tốt, rất là nhân văn. Nó nhân văn không phải đó là cái ý nghĩa của câu chuyện là phương tiện của ông táo để ông táo có phương tiện về trời. Bởi vì đã là người trời, đã là thần thánh thì không nhất thiết cần phương tiện, mà nói một cách vui vẻ thì chẳng cần phương tiện nào cả thì ông táo vẫn về trời bình thường. Tuy vậy thì ông cha ta để lại cái câu chuyện về việc thả cá, bản thân cái vấn đề của thả cá nó đóng vai trò đó là cái sự phóng sinh. Và khi mà mỗi năm hàng năm vào những dịp gần Tết thì dân chúng ta thì tính thời điểm hiện tại thì nó nằm ở trên khoảng 100 triệu dân, thì tính trên hộ gia đình trung bình một gia đình là 4 người thì chúng ta có khoảng đâu đó từ 18 tới 20 triệu. Chúng tôi tính con số vừa phải thì khoảng 20 triệu hộ gia đình. 20 triệu hộ gia đình thì nếu đồng loạt tất cả mọi người đều tham gia cái phong trào là thả cá thì chúng ta sẽ có đâu đó khoảng tầm hơn 20 hộ gia đình, hơn 20 triệu chú cá chép. Nếu như mỗi hộ thì thả hai chú cá thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 80 triệu chú cá được phóng sinh. Thì khi 80 triệu chú cá được phóng sinh thì trong cái đời sống canh tác làm nông nghiệp của người dân Việt Nam ở ngàn đời nay thì cái câu chuyện là gọi là chia sẻ cái lợi ích cũng như phóng sinh để gọi là phân chia cái lợi ích đều nhằm mục đích là có thể phần nào đó thì thúc đẩy cái việc phát triển của cá tôm ở ngoài tự nhiên. Phục vụ cho cái đời sống dân Việt Nam là dân lúa nước và dân canh tác theo nông nghiệp, thì là tôm cá ở ngoài đồng, ngoài ruộng cũng như là ngoài sông, ngoài ao hồ, và nó phục vụ cho những cái người ít cái gọi là cái cơ hội, tạo thêm những cái cơ hội cho những người nghèo hơn có được cái cơ hội để đánh bắt các cái thủy hải sản hàng năm mà chúng ta phóng sinh đồng loạt như vậy. Thì cái ý nghĩa nhân văn nó nằm ở chỗ tức là tạo cho rất nhiều những người nghèo có thêm được cái gọi là cái phần
nhu cầu gọi là nhu yếu phẩm, mà trong thực tế cuộc sống của cái việc vật lộn với mưu sinh thì họ vẫn chưa tìm ra được cái cách để có thể vươn lên. Thì nhờ vào khoảng 80 triệu chú cá như vậy thì hàng năm thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và tạo nên một cái môi trường sông hồ, ao hồ và những cái nơi tự nhiên sẽ phát triển mạnh mẽ và giúp cho những người nghèo có thêm được cái phần nào đó cái động lực sống, có thêm được cái phần nào đó cái miếng cơm mà kiếm được ở trong tự nhiên nhờ vào cái trào lưu này, nhờ vào cái phong trào này. Đó chính là cái ý nghĩa nhân văn mà ông cha ta đã tạo nên. Thì không có một cái văn hóa, không có một cái phong tục nào mà ông cha ta tạo nên nó không có ý nghĩa. Và đặc biệt cái việc thả cá ông táo về trời vào cuối năm thì nó ý nghĩa nhân văn cực kỳ lớn. Do đó thì nó đã thành một văn hóa thì chúng ta phải công nhận rằng nó là một cái nhân văn rất là cao cả. Tuy vậy thì chúng ta phải nhìn nhận lại là trong cái giai đoạn thời kỳ gọi là đổi mới kinh tế, trong những cái sự phát triển bùng nổ của kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, rồi từ nông nghiệp sang dịch vụ cũng như là ao hồ, rồi các vấn đề về chăn nuôi, trồng trọt, canh tác, thì chúng ta đã có nhiều cái phương tiện, các cái cách thức để có thể kiếm sống và mưu sinh khác ngoài cái việc là phụ thuộc vào tự nhiên, phụ thuộc vào sông ngoài ao hồ. Thì cái việc mà cá được thả thì tất nhiên nó vẫn đóng vai trò nhân văn như cũ. Tuy vậy thì những người nghèo đến mức là phải phụ thuộc vào tự nhiên để có thể mưu sinh thì nó không còn thực sự là lớn như những cái thời kỳ cách đây hàng trăm năm trước hoặc hàng nghìn năm trước, phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Và hơn thế nữa thì sông ngoài ao hồ bây giờ thì nó cũng không được gọi là trong lành tự nhiên như trước, nên cái việc chúng ta có thả cá hay không thả cá thì cái việc đó nó cũng sẽ không đóng góp một phần quá lớn vào cái sự sinh sôi nảy nở của cái cá tự nhiên nữa, vì là sông hồ cũng khá là ô nhiễm và đặc biệt thì chúng ta sử dụng các cái thuốc trừ sâu trong nông nghiệp khá là nhiều. Do đó thì cá có thể rất khó để có thể sinh tồn trong những cái môi trường mà không được nuôi cấy hoặc là không được trồng trọt canh tác đúng quy trình. Vậy thì cái ý nghĩa nhân văn đó nó sẽ giảm rất là nhiều. Và bên cạnh đó nữa thì ngoài cái ý nghĩa nhân văn đó thì thời xưa ông bà ta thì rất ít là dùng là sử dụng tới các cái bịch ni lông, tới các cái vấn đề liên quan tới túi bóng, mà chủ yếu là dùng những cái đồ vật dụng mà nó khá là tự nhiên, dễ phân hủy, ví dụ như những cái gáo dừa hay là những cái thau chậu hay là những đan lát bằng các cái đồ vật dụng đựng mà lấy từ các cái sản phẩm của tự nhiên. Do đó thì cái việc thả cá sử dụng một cái gáo dừa hay sử dụng một cái đồ đựng gì đó để đem đi thả thì nó nhân văn hơn rất nhiều và nó không ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên. Tuy vậy thì một cái thực tại hiện tại trong cái điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam thì chúng ta có thể nói đến 100% là chúng ta sẽ sử dụng các cái bịch bao ni lông để có thể chứa những cái chú cá vào ngày 23 tháng chạp, để chúng ta về để bỏ ra một cái chén hay cái bát hay là một cái tô nào đó chúng ta sẽ cúng cùng với lại cái bàn thờ cuối năm. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái bịch bóng và đi tới các cái sông hồ ao hoặc là một số chỗ có nước ở ngay khu vực gần nhà để chúng ta thả cá. Và mỗi một gia đình như vậy sẽ sử dụng tối thiểu ít nhất là một cái bịch ni lông. Và cái bịch ni lông này thì thưa với anh chị em và các bạn thì nó không thể tiêu hủy được và nó sẽ quay một vòng vòng quay của cái chu trình phân hủy phân mảnh thành các cái hạt nhựa và sẽ ngấm vào nguồn nước của chúng ta. Thì thực sự thì trong đời sống hàng ngày thì chúng ta giảm thiểu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi. Thực tế thì chúng ta vẫn sử dụng các cái bịch ni lông hàng ngày. Tuy vậy thì riêng một cái trào lưu đồng loạt trong một ngày 23 tháng chạp thì chúng ta đã phải sử dụng tới hơn 20 triệu cái bịch ni lông. Và 20 triệu cái bịch ni lông này thì có lúc có khi thì anh chị và các bạn gọi là thu gom lại đúng chỗ, đúng nơi quy định. Và nhưng mà dù có đúng nơi quy định và thu gom lại thì nó vẫn là bịch ni lông, và liệu nó có được tái chế hay không thì điều đó lại là một câu chuyện khác. Tuy vậy thì cũng không thiếu những hộ gia đình, những anh chị em và các bạn sẽ chưa tuân thủ cái việc gom lại những cái bịch ni lông này, mà đôi phần thì đôi lúc vì cái việc vội vàng của những ngày cuối năm thì anh chị và các bạn có thể là sẽ ném thẳng cái bịch ni lông xuống cái cùng với chú cá xuống ngay ao hồ sông ngoài, hoặc là có thể vứt bừa bãi. Thì thực tế thì nhiều người trong chúng ta sẽ nói rằng là nó chẳng ảnh hưởng gì cả, thực sự nó chưa ảnh hưởng gì đến các anh chị và các bạn,
nhưng nó sẽ phân hủy xuống nguồn nước, nó sẽ phân hủy xuống đất và nó sẽ ảnh hưởng tới con cháu của chúng ta. Và cái ni lông, cái hạt nhựa, cái vi hạt nhựa nó đang là một cái hồi chuông cảnh báo rất là lớn cho môi trường tự nhiên, cho biển, cho các loài sinh vật và các loài hải sản, và nó ảnh hưởng đến cơ thể con người. À, cũng đó là cái nguồn gọi là một trong những cái lý do, cái nguồn cơn gây ra rất nhiều những cái căn bệnh lạ mà hiện nay chúng ta đang phải gặp phải. Thì tất cả những cái sẻ chia, những cái trao đổi vào một cái ngày cuối năm 23 tháng Chạp, mong rằng là gửi tới một anh chị và các bạn một cái thông điệp, đó là nếu có thể thì chúng ta hãy ngừng thả cá trong năm nay hoặc sang năm, hoặc là mỗi năm chúng ta có thể giảm dần cái tỷ lệ thả cá, hoặc là chúng ta nếu có thả cá thì hãy đừng dùng các cái bịch ni lông, đừng dùng bịch ni lông mà hãy dùng một cái công cụ mà ví dụ như xô chậu của chúng ta để đem cá đi thả, đừng bao bọc bằng 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 bịch ni lông, hoặc chúng ta có thể đem xô chậu ra ngoài chợ để mua những cái đồ dùng mà chúng ta thường dùng để nó giảm thiểu cái bịch ni lông thải ra ngoài môi trường tự nhiên gây ra những cái gọi là cái tác hại mà không mong muốn đối với chúng tôi, đối với anh chị, đối với tất cả con em chúng ta sau này, và điều đó là điều mà nó tích cực. Thì cái thông điệp là đừng thả cá, đừng để ông táo đem rác về trời, hay là đừng gọi là chúng ta hạn chế cái việc gọi là gây rác thải cho tự nhiên. À, thì chúng tôi không muốn qua cái chương trình này là kêu gọi anh chị bỏ đi cái truyền thống như của cha ông. Tuy vậy thì chúng ta ý thức hơn, và nếu được thì hãy sẻ chia những cái và lan tỏa những cái lời kêu gọi của cộng đồng Thắng ơi tới toàn thể anh chị em và các bạn, để anh chị em và các bạn cùng được chung tay góp phần giảm thiểu hơn 20 triệu cái bịch ni lông trong ngày 23 tháng Chạp. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã dành ít phút thời gian quý báu của những ngày cận Tết bận rộn để lắng nghe chia sẻ của chúng tôi. Mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi thì là cái nguồn cảm hứng để anh chị và các bạn cùng xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn và ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn rất nhiều. Thân chào và chúc anh chị em và các bạn có một mùa Tết âm lịch nhiều ấm áp bên gia đình cũng như là vui vẻ bên người thân. Chúc anh chị và các bạn cùng chung tay để giảm thiểu và tiết giảm những cái sản phẩm mà đến từ cái đồ vật dụng, từ đồ nhựa và những cái đồ mà ảnh hưởng tới các cái hạt vi nhựa ngấm vào nguồn nước và nguồn đất. Cảm ơn anh chị em và các bạn rất nhiều.